Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Tình Lang tập 9. Cảm giác này quen thuộc quá. Hình như ở trong mơ cũng thấy qua màn như vậy. Điện hạ còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào? À không, ta cảm thấy vô cùng khỏe. Vẫn có thể đánh một trận với đám hậu vệ ăn hiếp An Nguyệt nữa đấy. Đúng rồi, An Nguyệt, câu chuyện lúc trước ngươi kể cho ta nghe. Sơn quỷ có thể lấy tim của chính mình ra tặng cho Lan yêu. Quan hệ của hai bọn họ nhất định rất thân nhau nhỉ? Thực ra không phải vậy đâu. Sơn quỷ hắn là một tên đã lười lại tham ăn, hơn nữa mồm mép láu lĩnh. Điện hạ tuyệt đối đừng học hắn. Tên khốn như vậy, dù cho là biến mất rồi, cũng sẽ không khiến người khác có bất kỳ lưu luyến nào. Chạm vào nó, chạm đến nó. Trên đầu của đại tỷ này, chạm vào. Trước mắt đại tỷ Cúc. Hai làn sóng thu ở hai bên, tựa như quả nho vậy. Ồn chết đi được. Ban ngày ban mặt ngươi lông nhông cái gì vậy chứ? Cho gà ăn chưa? Dọn dẹp hết chưa? Ta cứu ngươi về không phải để nuôi ngươi ăn không ngồi rồi đâu đấy. Chật, tiểu Nguyệt Tịch, tuổi còn trẻ mà tính khí nóng nảy thì tương lai sẽ không tìm được người trong sạch đâu nha. Nếu như ngươi không cần cái miệng này nữa thì bây giờ ta có thể giúp ngươi xé nó đi. Á, đau. Ây da, người của ta đau quá. Làm sao vậy? Vết thương cũ của ngươi tái phát rồi sao? Hình như vết thương cũ lại nứt ra rồi. Tiểu Nguyệt Tịch, ngươi mau chạm vào nó đi, giống như trước đây chữa trị cho ta. Ây da, ta giận đó. Đột nhiên nhớ ra quần áo trong nhà vẫn chưa thu, ta lui trước đây. Hay phục, đáng ghét, ngươi mau tránh ra cho ta. Khụ. Không nghe lời ta sao? Ngươi còn không mau cút ra. Khụ. Duyên đến duyên đi, duyên như nước, hoa nở hoa rơi, hoa như mộng. Ngày đầu tiên từ khi thăng chức, tiên hầu luôn nghĩ rằng thế nhân khó dài lâu, có thể một ngày nào đó thuộc hạ cũng sẽ rời xa điện hạ. Và điều thuộc hạ có thể làm chính là trước khi ngày đó đến, thần sẽ cố gắng ở bên cạnh điện hạ, sau đó sẽ cố gắng bón cho điện hạ béo lên, để cho điện hạ sống qua những tháng ngày thoải mái, không để cho người khác ức hiếp ngài. Phục. Ta sẽ không để An Nguyệt rời xa đâu. Nếu như lần sau huynh trưởng phiền phức đến tìm ngươi lần nữa, thì ngươi lớn tiếng nói cho huynh ấy hai từ: chiêu chiêu. Chiêu chiêu. Đúng, trong thiên cung ngoài ta ra không ai biết tên thật của huynh trưởng cả. Huynh trưởng ghét bỏ tên vì quá nữ tính, che đậy bí mật này cho tới chết đó. Lần sau huynh ấy mà tới thì chúng ta sẽ gọi tên của huynh ấy, dọa huynh ấy chạy đi. Hắc xì.